Các bạn đến với kênh Giang My Channel. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn một công thức làm trắng răng tại nhà từ cà chua và kem đánh răng. Thì như các bạn đã biết, cà chua có rất là nhiều công dụng về làm đẹp. Cụ thể trong cà chua chứa khoảng 95% nước, còn lại là các chất xơ, carbon hydrate, nhiều vitamin A, E, B6, C, K, vân vân. Không những vậy thì lượng cholesterol trong cà chua và chất béo có trong cà chua cũng rất thấp. Chính vì vậy tác dụng của cà chua đối với sức khỏe là rất tuyệt vời. Cho nên là nếu như chúng ta áp dụng ăn cà chua và chăm sóc sức khỏe của mình cũng khá là hiệu quả. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một công thức, đó là làm tăng trắng răng từ kem đánh răng và cà chua. Công dụng của kem đánh răng thì các bạn cũng đã biết, có công dụng trong làm đẹp và làm trắng răng. Tuy nhiên thì hầu hết các chất làm tẩy trắng răng đều có đặc tính ăn mòn, nên lạm dụng kem đánh răng vừa phải, tránh lạm dụng quá nhiều. Nếu như mình sử dụng quá nhiều, kem đánh răng sẽ làm bào mòn lớp men răng, gây kích ứng níu. Về lâu dài khiến răng suy yếu, hư tổn nặng và những vấn đề về răng miệng khá là nghiêm trọng. Chính vì vậy thì mình nên sử dụng như thế nào là hợp lý và đúng liều lượng và đúng chỉ dẫn của bác sĩ để bảo vệ hàm răng của mình trắng khỏe. Cách thực hiện công thức thì khá là đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ nảy lấy phần nước của trái cà chua ra, hoặc là chúng mình có thể bào nhỏ đều được. Bây giờ mình sẽ tiến hành vắt lấy nước của một quả cà chua. Đối với công thức này thì các bạn có thể làm, sau đó thì mình để vào ngăn mát tủ lạnh và sử dụng dần. Một ngày thì mình đánh răng sáng và buổi sáng, buổi trưa và buổi tối để có hàm răng trắng khỏe. Đây là thành phần nước mình đã chuẩn bị cho một trái cà chua. Sau đó thì mình sẽ cần đến, đó là kem đánh răng. Kem đánh răng thì tùy thuộc vào các bạn muốn sử dụng ít hay nhiều, nhưng thông thường đối với công thức này thì mình sẽ sử dụng vừa phải. Sau đó thì mình sẽ trộn hai hỗn hợp này lên. Khi hai hỗn hợp này trộn lên thì mình sẽ tiến hành lấy bàn chải đánh răng và đánh trực tiếp lên răng của mình. Để có kết quả tốt nhất thì các bạn thực hiện một ngày vào 3 lần, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Đối với công thức này thì được làm bằng tự nhiên nên hoàn toàn yên tâm, không sự kích ứng da và bị mòn răng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ là hãy like, chia sẻ video này để ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.